Thưa quý vị, trong khuôn khổ tuần lễ hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, hệ thống trung tâm thương mại Yomo trên toàn quốc đã đồng loạt tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường với tên gọi Tái chế rác thải, kiến tạo tương lai, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân trước thực trạng đáng báo động về môi trường. Có lẽ nhiều bậc phụ huynh của học sinh trường mẫu giáo My First School sẽ rất ngạc nhiên khi cô giáo cho các con tham quan trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên. Bởi không nói, ai cũng biết đây là nơi để phục vụ mua sắm, giải trí, ăn uống. Vậy ở đây có gì khác biệt? Hướng đến cái tiêu chí là con người và cộng đồng địa phương. Đối với cả cái mô hình sinh thái bể thủy sinh và cây thực vật, cây cảnh ở khu vực Green Garden thì chúng tôi luôn bám theo cái tiêu chí này. Tại sao chúng tôi đưa ra cái ý tưởng bể thủy sinh? Bởi vì cái bể thủy sinh nó là một cái chuỗi tuần hoàn sinh học bao gồm các cái vi sinh vật, thực vật và động vật nhỏ ở trong cái môi trường tự nhiên. Mục tiêu của trung tâm thương mại muốn hướng đến là cái đối tượng trẻ, muốn cho các cháu có một cái trải nghiệm không chỉ là mua sắm, tham quan tại trung tâm mà nó là một cái môi trường giáo dục đào tạo cho các cháu về các cái hệ sinh thái trong tự nhiên, mà không phải trẻ con hiện tại bây giờ ai cũng có điều kiện để mà tham quan ở ngoài thực tế. Mô hình hệ sinh thái thủy sinh được đơn vị này thực hiện trong 2 năm với việc trồng xen kẽ giữa các loại cây với các loại cá, góp phần tạo nên màu xanh. Dù chưa phải là mô hình lớn, nhưng việc phát triển của hệ sinh thái này đã chứng tỏ yếu tố chống chịu với môi trường đô thị khắc nghiệt, cũng như nỗ lực vì môi trường của doanh nghiệp bắt đầu có được kết quả, khích lệ các doanh nghiệp cùng phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ hướng tới Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 dành cho các em nhỏ và phụ huynh. Chương trình của chúng tôi thì hướng đến thế hệ trẻ, nó là thế hệ của tương lai, và chúng tôi mong muốn là bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. Và trong đấy thì chúng tôi sẽ tổ chức rất là nhiều sự kiện khác nhau. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có phối hợp với cả các cộng đồng địa phương để cùng chung tay bảo vệ môi trường. Chuỗi chương trình hướng dẫn các em nhỏ tham gia phân loại rác và chiêm ngưỡng các mô hình về môi trường, hiểu thêm các kiến thức về phân loại rác thải, cũng như học tái chế các bánh sản phẩm đã qua sử dụng. Từ đó, chia sẻ tới các em nhỏ vùng cao để các bạn sống sạch hơn. Những hoạt động này sẽ giúp các bạn nhỏ tránh xa với các thiết bị điện tử và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động cộng đồng thiết thực. Chương trình tái chế rác thải hướng tới tương lai của Aeon Mall Long Biên thực sự là một chương trình rất là ý nghĩa. Nó giúp các con học sinh được trải nghiệm và có ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường. Ở đây thì các con được tham gia rất nhiều những cái hoạt động trải nghiệm ạ. Ví dụ như là về phân loại rác thải, làm xà phòng, hay là những cái hoạt động sáng tạo trên những cái vật liệu, những cái chất liệu tự nhiên ạ. Và chắc chắn là nhà trường sẽ nhân rộng cái hoạt động này vào những cái hoạt động học tại trường lớp, cũng như là tuyên truyền đến cho các con để các con thực hiện những cái hoạt động này ngay tại gia đình ạ. Sự chung tay của các doanh nghiệp tổ chức sự kiện dù không lớn nhưng tác động tới sự ham học hỏi, ham hiểu biết của trẻ em, từ đó tác động lan tỏa tới mỗi gia đình. Tương lai tươi đẹp của đất nước được kỳ vọng vào sự kiến tạo của các em nhỏ ngày hôm nay.